Chúc mừng đại nhân lên chức Bách Hộ như ý muốn. Hậu sự của Tạ Khanh Nhiên thế nào? Hậu sự của huynh ấy vẫn chưa được lo liệu. Chỉ huy sứ đại nhân đã phê duyệt tiền trợ cấp. Như Tư Hướng Nam nói, nếu Tạ Tiểu Kỳ hy sinh vì nhiệm vụ thì theo quy định nha môn sẽ phụ trách phí an táng và tiền trợ cấp. Nếu là kẻ phản nghịch thì nha môn sẽ mặc kệ. Huynh ấy là gì vẫn chưa được xác định. Tạ Khanh Nhiên đang ở đâu? Thêm sự đại nhân để huynh ấy ở trước sảnh chính để thị chúng. Một, hai, ba. Lý đại nhân biết rõ tiệm nào ở Ứng Phủ Thiên làm tiền giấy đẹp nhất. Người giống với người bản địa ở Phú Ứng Thiên hơn ta đấy. Lục đại nhân nói đùa rồi. Rốt cuộc sao Tạ Khanh Nhiên lại chết? Huynh ấy đến núi Quan Ấn cùng ngươi. Tại sao ngươi không sao còn huynh ấy lại chết? Và Bất Thu đeo mặt nạ quỷ muốn ám sát ta. Quynh ấy đã chắn cho ta. Tại sao? Quynh ấy nói là chỉ có ta sống sót thì mới cứu được ngươi. Ta đã hứa với Quynh ấy rồi, nhất định sẽ trở về cứu ngươi. Hôm đó ở núi Quan Ấn, vốn dĩ người chết phải là ngươi. Đúng vậy, mạng của ta là Tạ Khanh Nhiên cho. Vậy thì ta sẽ đòi mạng về thay cho huynh ấy. Ngươi cứu ta một lần, ta tha cho ngươi một lần. Hai chúng ta không ai nợ ai. Bán cho ta hai tấm vải. Tiệm đóng cửa rồi, ta muốn mua hai tấm vải. Ông chủ, ta chỉ mua hai tấm vải thôi, nhanh lắm. Bà chủ trương. Quan gia, mời vào trong. Ta mở tiệm tơ lụa bao nhiêu năm nay, hôm nay thật đúng là được mở mang tầm mắt. Ta chỉ từng nghe nói y quán có cấp cứu, chưa từng nghe tiệm tơ lụa có bán gấp. Ta cần một tấm vải hoa, một tấm vải trơn. Lấy một tấm vải hoa, một tấm vải trơn. Có
Không cần nhiều vậy đâu. Tiền thừa coi như là tạ lỗi. Thế này đi, số tiền thừa ta sẽ may một bộ y phục cho đại nhân. Nếu đại nhân không đồng ý thì cứ coi như dân nữ đã đắc tội với đại nhân. Cáo từ. Sao ngươi lại ở đây? Mau tỉnh táo lại đi. Còn có việc quan trọng chưa làm đấy. Chuyện quan trọng gì? Báo tang. Mấy ngày nay trong lòng ta vẫn luôn thấp thỏm, cảm giác như sắp xảy ra chuyện. Không ngờ quả nhiên là đã có chuyện. Lão Tạ thích ăn trứng gà nhất. Ta đã luộc một đĩa cho chàng ấy. Đợi mấy ngày rồi, trứng cũng sắp hỏng rồi. Bọn ta ăn. Tẩu tẩu, là ta đã hại lão Tạ. Lục đại nhân đừng nói vậy. Tạ Khanh Nhiên thường nói nên có nhiều cảm y vậy, giống như ngài hơn. Tạ Khanh Nhiên vì cứu ta nên mới mất mạng. Trong lòng ta, Quynh ấy là một người đội trời đạp đất. Đại nhân, đừng như vậy. Đại nhân, cho dù là ai, thì chàng ấy cũng đều sẽ làm vậy. Lão Tạ chính là người như vậy. Tạ Thanh Nhiên đúng là một tên ngốc. Ta cũng vậy. Nhưng ta tin rằng chúng ta tốt được phần nào thì thế đời sẽ tốt hơn được phần đó. Trước đây ta đã hẹn với Tạ Khanh Nhiên là sẽ uống cho đã đời ở Túy Tiên Lâu. Hôm đó người chết nên là ta. Tạ Khanh Nhiên không đáng chết, ngươi cũng nên sống. Trước đây làm khó ngươi là bởi vì ta không thể vượt qua được chuyện này. Nếu như ngươi thật sự không muốn bỏ qua thì hai chúng ta hãy sống hết mình thay cho huynh ấy. Tạ Tiểu Kỳ, huynh đã uống được rượu ở Túy Tiên Lâu rồi. Huynh ấy thích uống bằng bầu rượu. Nào, chúng ta uống cho thật đã.
bến cảng. Ngươi tỉnh rồi à? Ta đang ở đâu vậy? Ngươi uống say rồi. Giờ nào rồi? Cuối giờ Mão, chưa tới giờ Thìn. Ngươi nên đi làm nhiệm vụ rồi. Chẳng phải ban ngày phải giám sát chém đầu gia quyến của Dương Khắc Cung sao? Dương Khắc Cung không phải kẻ phản nghịch. Gia quyến của ngài ấy càng không nên mất mạng. Vậy ngươi làm thế nào? Không đi. Không đi là kháng chỉ đấy. Vừa cứu được cái mạng về đã lại muốn chết à? Chẳng phải ngươi đã nói rồi sao? Chúng ta tốt được phần nào thì thói đời sẽ tốt hơn được phần đó. Sống sót thì mới làm được nhiều việc. Ngươi đi giúp ta một việc. Việc gì? Ở Đàm Hoa Yến, Dương Khắc Cung đã đề nghị kết thông gia với Từ Hầu Gia. Lúc kiểm kê tịch thu gia sản họ Dương, nhất định sẽ phát hiện ra quà Từ Hầu Gia tặng cho Dương Khắc Cung. Ngươi trả lại món quà đó đi. Nhưng mà phải cho thêm vào vài thứ. Thứ gì? Ông ta không nhận thì sao? Chắc chắn ông ta sẽ nhận lại. Bây giờ ông ta chỉ mong vạch rõ ranh giới với Dương Khắc Cung. Được, ta hiểu rồi. Ta đích thân mang đi, giống trống khua chiêng mà mang đi. Ta phải làm cho tất cả mọi người ở phủ Ứng Thiên đều biết. Có chuyện gì vậy? Quản gia, làm phiền ông vào thông báo. Bọn ta trả lại món quà Từ Hầu Gia tặng cho Dương Khắc Cung. Đã xin ý kiến bên trên rồi. Từ Hầu Gia không liên quan gì tới Dương Khắc Cung hết. Ngài đợi một lát. Lão gia, mời ngài xem. Từ phủ. Bà con, hôm nay là ngày vui lớn của Từ phủ. Mọi người cùng đến chung vui đi. Bắt bẫy rồi. Chỉ huy đại nhân, đúng là
là thói đời ngày càng xấu đi. Có cha làm chỉ huy sứ, đến cả lệnh vua cũng thu hồi lại được. Làm gì có cái phúc đó. Mấy người chúng ta thì làm lụng thăng quan tiến chức gì chứ. Ta thấy chỉ có đi đầu thai lại thôi. Ngươi có biết tại sao phải gạch một đao trên cổ tử tù không? Tại sao? Chém lên xương người, đao sẽ bị cong lưỡi. Đao quý hơn đầu người. Trấn Phủ Ti. Chỉ huy đại nhân, đã đến giờ ngọ ba khắc rồi. Để lỡ giờ lành, e là chúng ta không thể gánh nổi trách nhiệm. Lục Tranh, nếu để lỡ giờ hành hình, ấy là chuyện phải rơi đầu. Lục Tranh đã từng chết một lần, không sợ chết thêm lần nữa. Hiểu rồi. Đại nhân muốn khiến tất cả huynh đệ ở nha môn Trấn Phủ Ti cùng rơi đầu. Thiêm sự đại nhân nói họ là kẻ phản nghịch, có chứng cứ không? Thánh chỉ ở đây. Cần chứng cứ ư? Thánh chỉ viết thế nào? Hành hình. Ai dám động vào? Ta là quan giám sát trảm quyết cho thánh thượng khâm điểm. Đã qua giờ lành, hôm nay không thể giết nữa. Người đâu? Giam giữ phạm nhân liên quan ngay tại chỗ. Dương lệnh kỳ bài ở đây. Như thánh thượng đích thân đến, nếu có ai kháng chỉ không tuân theo, ta có thể xử tử ngay. Lục Tranh, bái kiến Lý phu nhân. Thư đường bái kiến Lục đại nhân. Đây là giấy thông hành, văn thư. Còn một lá thư chỉ huy sứ Tế Nam tiến cử phu nhân Lý Đông Phương của ta. Thư thì ta không thể nhận. Lý đại nhân hãy tự tay giao cho chỉ huy sứ đại nhân. Đi xe mệt nhọc, phu nhân đi đường vất vả rồi. Trên đường có yên bình không? Yên bình. Lý Đông Phương vừa đến phủ Ứng Thiên, đã quen biết ta. Ta biết y xuất thân bần hàn, chắc hẳn phu nhân là thiên kim tiểu thư của nhà quyền quý phải không? Không tính là nhà quyền quý gì, chỉ là cha ta có vài người bạn thân ở quan trường phương Bắc thôi. Đúng rồi, nguyên quán của Lý Đông Phương ở đâu vậy? Túc An, Lâm ấp. Kỳ đại nhân ở nha môn cũng là người Túc An. Đặc sản ở quê họ là gì nhỉ? Đặc sản gì chứ? Trong mắt người bản địa chỉ là mấy món bình thường thôi. Phu nhân ra ngoài, sao không dẫn theo vài người làm tùy tùng? Vốn đến từ nơi quan du hẻo lánh, cũng không chú trọng mấy chuyện ấy. Nơi quan du hẻo lánh thì cũng là gia tộc quyền quý mà. Lý Đông Phương đang ở Túy Tiên Lâu, lát nữa Lục Tranh sẽ đưa phu nhân đến đấy. Được.
Phu nhân đến rồi à? Phu quân. Lục đại nhân, phu nhân đã đợi ở đây lâu rồi. Nha môn trấn phủ tiên đã sắp xếp nơi ở cho hai người. Bây giờ ta sẽ cho hai người đến đó. Không phiền ngươi đâu, ta và phu nhân tự đến đấy được rồi, không có phiền gì hết. Dù sao cũng là đồng liêu, hai người vừa đến là nước là cái, ta cũng nên làm tròn bổn phận chủ nhà. Mời hai vị. Đây chẳng phải là phủ đệ của Dương Khắc Cung sao? Đây là nhà tịch thu năm Hồng Vũ, thiêm sự đại nhân cho Dương Khắc Cung làm nơi ở của quan. Sau khi Dương Khắc Cung chết thì cho ngươi. Xem ra thiêm sự đại nhân rất xem trọng ngươi. Hai bọn ta ở phòng nào? Cả căn nhà đều là của hai người. Như vậy không hay đâu. Mời. Lục đại nhân à, ta và phu nhân cũng lâu rồi không gặp nhau. Hai bọn ta có chút chuyện gia đình, ngươi có thể đi làm công việc của ngươi trước. Nào đi. Cái rương này hai bọn ta tự thu dọn được rồi. Sao cô lại đến đây? Vốn quyết định là ta giải làm phu nhân, đến nhậm chức cùng Lý Thiên Tổng. Hơn nữa ta cũng không thể tin tưởng ngươi. Lý Thiên Tổng có chỉ thị gì? Ai cơ? Lý Đông Phương. Ngươi làm gì vậy? Khi tịch biên đã làm hỏng những cánh cửa sổ này, ta cố tình đến để sửa lại. Vậy bây giờ sửa xong chưa? Hay Lục đại nhân còn chuyện khác muốn căn dặn Lý Mỗ? Đúng là có một việc công. Chỉ huy sứ đại nhân lệnh cho chúng ta mau chóng về trấn phủ ti. Ta lo ngươi không quen đường đến nha môn, nên cố tình đến để đi cùng. Nhưng ta biết đường mà. Lần trước ta đến nha môn cứu ngươi là ta tự đi đấy. Mời. Lý đại nhân, Túc An các ngươi có những đặc sản gì? Túc An thật sự chẳng có gì quý giá, chỉ có táo tàu là khá nổi tiếng. Lục đại nhân và các huynh đệ ở nha môn mỗi người đều có một phần. Mềm à, cắn hết một lượt đi. Cũng phải được 10 lượng. Vậy nên tối nay ai cũng không được tiết kiệm tiền cho ta. Quán ăn Mạnh Tỷ. Mai đậu, rót đầy cho ngươi. Nào, đùi gà của ta. Cạn ly.
Lão Lý, bọn ta về trước nhé. Mọi người uống tiếp đi. Mây đen ở trên đỉnh đầu Lý Dụ ta đã tan biến rồi. Tan biến rồi. Từ nay cuộc đời ta chỉ có ánh mặt trời chói lọi và trời xanh mây trắng. Được. Không sao. Những thứ này đều là gì? Cái chìa khóa này. Chìa khóa của ta đâu? Vì nó. Cho ta xem nào. Yên nào. Nhỏ nha. Cả đời này ta đã mở cả dạng ổ khóa, nhưng chỉ có cái chìa khóa này mới mở được ổ khóa kia. Tạm biệt. Ta phải tạm biệt quá khứ. Ta cũng tạm biệt các ngươi. Được. Được. Cảm ơn. Với ta mà nói, cô giống như mẹ ruột. Ai muốn làm mẹ ruột ngươi? Đúng thật là. Mai Đậu, làm gì hả? Như con trai ruột ấy. Ngốc. Lấy qua đây. Lấy qua đây ta xem nào. Qua đây. Giả đó. Mau mau tới. Mạnh tỷ chút biết nhìn hàng. Qua đây cho ta xem. Cái này đáng giá. Thật ư? Chắc chắn là thật. Cảm giác là giả. Ngươi xem cái này. Ở đâu ra thế? Hắn đi rồi. Miệng túi rách. Đừng để lộ tẩy đấy. Đừng để lộ tẩy. Miệng túi rách. Bao năm qua, nhờ được sự quan tâm chăm sóc, Lý Dụ ta cảm ơn hết nhé. Lý Dụ. Tạm biệt. Không bao giờ gặp nữa. Lý Đông Phương, sao thế? Mai Đậu, tối nay cô chuẩn bị một tờ giấy trắng, làm việc theo kế hoạch của ta. Để giấy trắng trong đèn trúc cho trôi xuôi dòng. Nghe rõ chưa? Yên tâm đi. Lý Đông Phương nói gì thế? Người muốn chết à? Nhả ra. Bỏ ra. Ta là quan trên của cô. Đừng nhiều lời. Rốt cuộc hắn nói gì? Tôn trọng quan trên vào. Nếu không, cô đợi ta bài tiết ra ngoài thì xem. Không đúng lắm. Không đúng ở đâu? Mọi thứ đều không đúng lắm. Có lúc ta cũng cảm giác thế.
mọi thứ đều không đúng lắm, người khác đều khốn nạn. Nhưng sau đó ta lại nghĩ, thực ra mọi chuyện đều khá tốt, người khác cũng khá tốt. Là cô có vấn đề, cô mới khốn nạn. Ta có vấn đề gì? Lý Đông Phương nói, vì việc cô đi nhậm chức cùng ta, hắn thấy rồi. Hắn rất không hài lòng về màn thể hiện của cô. Ta làm sao? Cô không ngồi kiệu mà lại đi bộ tới nha môn. Cô là bách hộ phu nhân theo phu quân đi nhậm chức, không phải nha đầu nhà quê vào thành thăm người thân. Nha môn xem văn thư rồi, biết ta không giả được. Con cái à, cô không biết đường thuê vài người hầu à? Tỷ nữ đầu bếp dưới già ở đâu rồi? Cô bảo bách hộ đại nhân tự quét nhà, giặt quần áo, nấu cơm à? Làm gì có bách hộ nào sống bần hàn thế? Còn phải tốn tiền thuê những người này à? Những tiểu tiết này dễ bị sơ hở nhất. Đám cẩm y vệ mắc tình lắm. Ta không có tiền. Không có tiền? Không có tiền thì xin lỗi nhé. Tỳ nữ đầu bếp dú già, mình cô kim hết. Ngươi bảo ta làm dú già cho ngươi ư? Bình tĩnh chút. Là Lý Đông Phương bảo cô làm dú già. Còn nữa, còn nữa, còn nữa. Lý Đông Phương thấy cô cả ngày không vui, như kiểu mọi người đều nợ tiền cô ấy. Cái này không được, cô phải sửa. Biểu cảm này của cô đừng nói là diện bách hộ phu nhân, đứng ngay trên phố cũng bị cẩm y vệ bắt được. Trên mặt như viết sẵn, ta là nghịch tặc, ta muốn tạo phản ấy. Những lời này là Lý Đông Phương nói với ngươi thật à? Lời gốc của hắn khó nghe hơn nhiều. Ta đã nói giảm nói tránh rồi đấy. Hơn nữa ta thấy người ta nói đúng mà. Làm gì có bách hộ phu nhân nào như cô. Ta chưa thấy dáng vẻ của phu nhân bao giờ. Thế ta có thể dạy cô. Đây là thế mạnh của ta. Vậy nên hai ta là một đội. Đội vũ đường, đội nhà tắm. Nghe cứ như tắm kỳ ấy. Cứ quyết định gì đi, dạy cô tắm kỳ. À không, dạy cô làm sao để trở thành bách hộ phu nhân. Đập ta để liên thủ. Còn cần ta bỏ tiền ra thuê người hầu cho ngươi không? Ta nghĩ không cần đâu. Có cần ta làm giúp việc cho ngươi không? Để ta làm hết. Có cần ta tươi cười chào đón ngươi không? Ta bỗng cảm thấy cô nghiêm mặt, càng có vẻ uy nghiêm của bách hộ phu nhân. Quá trình xử lý vụ án của bách hộ cẩm y vệ Lý Đông Phương có văn thư ghi chép cụ thể trong nha môn trấn phủ ti. Vậy nên ngươi nhất định phải nhớ. Năm Hồng Vũ thứ 25, Mộc Phủ phản loạn. Con gái của Mộc Cảnh Cao mang theo cách chế tạo vũ khí của An Nam, trốn khỏi chiếu ngục đến đường Ứng Xương theo Bắc Nguyên. Nam Kinh chuyển giao vụ án này cho bắc trấn phủ ti. Bách hộ cẩm y vệ Lý Đông Phương phụng lệnh đuổi giết con gái của Mộc Cảnh Cao. Ngươi nhớ chưa? Ta nói thật với cô câu này. Với kinh nghiệm lừa đảo của ta thì chỉ nhớ mấy thứ thôi là không được đâu. Ta phải tổng kết ra tính cách của Lý Đông Phương, biến thành hắn, từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân. Dĩ nhiên, việc này không chỉ cần đến trí nhớ tốt, mà còn cần phải phối hợp với diễn xuất thượng thừa của ta. Những lời ta sắp nói ngươi phải nhớ kỹ đây.
các đồng liêu thân với Lý Đông Phương ở phủ Tế Nam có Bách Hộ Cao Thiết Quân, Bách Hộ Hồ Kính Nhất, Tổng Kỳ Dương Chí Tiễn. Cao Thiết Quân, Hồ Kính Nhất, nhìn gì? Các dấu tiền của Bách Hộ đại nhân thật là đặc biệt, không sợ cộm chân hay sao? Đây là ta chuẩn bị cho cô đấy. Muốn học dáng đi của phu nhân nhà quan thì chỉ đành vậy thôi. Người cố ý hành ta đúng không? Cô tưởng phủ Ứng Thiên toàn đường lát đá bằng phẳng à? Đây là cách ta dắt hết óc mới nghĩ ra đó. Muốn mau học hành tài thì chỉ có thể làm vậy thôi. Ta không luyện nữa. Luyện công cũng chẳng mệt như vậy. Không cho người ta đi đứng bình thường, còn phải giả vờ cười nữa. Được thôi, sau này Lý Thiên Tổng mà hỏi thì đừng bảo ta không dạy nhé. Chà đạp đồ vật. Xem ra tay nghề may giá của Bách Hộ đại nhân chẳng kém gì ai. Ai lấy được Bách Hộ đại nhân thì đúng là phúc đức tu tám kiếp. Cái này thì ta không dám nhận. Nhưng ban nãy ta vừa phân tích, làm Bách Hộ miền Bắc lạnh giá cũng coi như làm quan. Nhưng điều về kinh thành thì quả thật chỉ là một Bách Hộ bé nhỏ thôi. Hết cách rồi. Trong kinh thành nhiều quan to quyền quý quá. Vậy nên phẩm chất quan trọng nhất của Lý Đông Phương chính là thanh liêm. Phu nhân của hắn là thư đường, cũng có vài thế lực trong chốn quan trường phía Bắc. Vậy nên đặc điểm thứ hai của hắn là sợ vợ. Ta nghĩ rồi, sau này mấy việc kim chỉ mai giá này cứ để ta làm. Được hầu hạ phu nhân là phúc của ta. Nhưng bình thường ta phải ở nhà môn giàu giai cẩm y vậy. Mấy việc như quét nhà, giặt quần áo, đừng nhìn ta như vậy. Ta đang bàn bạc với cô mà. Nếu gì mấy việc giặt này mà làm lỡ nhiệm vụ của Lý Thiên Tổng thì cũng không hay. Người có ý gì hả? Hai ta là phu thê, tuy là giả, nhưng sống thì vẫn phải sống với nhau thật. Hay là thế này đi, chúng ta chia ra ngày lẻ ngày chẵn. Ngày lẻ thì cô, ngày chẵn là ta. Vậy hôm nay là ngày lẻ, ngày mai là mùng 1, vẫn là ngày lẻ. Vất vả cho cô rồi. Ngươi, thank you.
cho ngươi ngủ này. Chuyện gì thế? Có gì khó khăn đâu? Đều là ta làm cả đấy. Đi mau đi, cô nương tay đi. Đi 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 đi, cất quần áo vào đi. Được, vậy sẽ cho ngươi nếm thử tại bếp đốt của ta. Ăn đi. Tài nấu nướng của ta quá đỉnh. Ăn đi chứ, nghĩ gì thế? Cô cho hai người giúp việc kia bao nhiêu tiền? Một lượng. Giúp việc gì cơ? Tài nấu nướng đúng là rất được. Rốt cuộc cô đã cho hai người giúp việc kia bao nhiêu tiền? Một lượng bạc. Cô bảo cô không có tiền cơ mà. Ta yên nào, có người đang nhìn. Người nhớ hết quá khứ của Lý Đồng Phương và tên đồng liêu của hắn rồi chứ? Quên rồi. Lo cho ta à? Nhà môn Trấn Phủ Ti ở Kinh Thành thích nhất là kéo bè kích cánh. Lục Vũ Lâm và Tư Hướng Nam đều sẽ nghĩ đủ mọi cách để lôi kéo ngươi. Họ cũng sẽ thăm dò gốc gác của ngươi, bởi vì ngươi đến từ phía Bắc. Với lại nhất định phải nhớ, sau khi chắp tay hành lễ phải chống tay ở bụng dưới. Tại sao? Đây là ám hiệu khi giả bất thu âm thầm gặp nhau, ý là đối xử chân thành. Đây là điểm tâm để ăn trên đường, thím người hầu chuẩn bị cho chàng. Được.
Lý dụ. Ai vậy? Ta đang điều tra một người tên Lý Dụ. Từng nghe đến cái tên này chưa? Bái gì vậy? Công văn của nhà môn. Kể từ hôm nay, hai ta cùng nhau xử lý vụ án. Nơi này là hổ đồng môn của chiếu ngục. Năm Hồng Vũ, tiên đế đốt hết dụng cụ tra tấn. Từ đó chiếu ngục bị đóng cửa. Giờ đây không còn ai ở đây nữa. Chỉ có cô hồn giả quỷ giấc dưỡng thôi. Thật không vậy? Đùa ngươi thôi. Chiếu ngục bị đóng, nhưng kho công văn vẫn được sử dụng. Trong đó vẫn có các huynh đệ canh gác ngày đêm. Kho công văn là nơi cất giữ hồ sơ và sổ vô thường. Sổ vô thường không rời cẩm y vệ, chết rồi người vào quan tài, còn sổ vô thường thì vào đây. Những kẻ có hồ sơ trong này không lúc nào là không muốn vào đó. Trộm hồ sơ đi, hủy hết chứng cứ. Một khi hắn thành công thì mọi tội nghiệp của hắn sẽ được xóa bỏ từ đây. Ta muốn ngươi vào kho công văn tìm giúp ta một người tên là Lý Dụ. Hồ sơ năm Hồng Vũ. Kho công văn. Mười năm trước, chạy đi. Các ngươi định đi đâu thế? Hai vị không có Lý Dụ. Cái gì? Không có hồ sơ của Lý Dụ. Tìm kỹ đi. Đúng là không có hồ sơ của Lý Dụ năm Hồng Vũ. Nếu không yên tâm thì hai vị tự tìm đi. Đi đi Lục đại nhân, nếu thất lạc văn kiện quan trọng nào thì chỉ huy sứ đại nhân sẽ hỏi tội Lý Đông Phương ta đấy. Lục đại nhân, vào kho công văn rồi, cũng tìm hồ sơ rồi. Ta không biết đại nhân còn nghi ngờ gì ta nữa.
Lục Mỗ, quả thật không còn lý do gì để nghi ngờ Lý đại nhân nữa. Vậy từ hôm nay trở đi, hai chúng ta đừng nghi kỵ lẫn nhau nữa. Người biết chuyện mà không báo thì xử lý như đồng phạm. Các người có quen hắn không? Ta quen. Nói với ta, rốt cuộc hắn là ai? Hắn là Lý. Lý Đông Phương, Lý đại nhân. Mai Đậu. Đậu. Ở này, Mai Đậu. Mở cửa ra. Lục Tranh, Mai Đậu. Mở cửa ra Mai Đậu. Mở cửa ra Lục Tranh. Mở cửa ra. Mai Đậu, mở cửa ra. Mai Đậu. Mở cửa ra cho ta. Lục Tranh. Mở cửa ra. Người là súc sinh ư? Nó khai hết rồi. Trẻ con không chịu nổi tra tấn dã man đâu. Nếu ngươi nói thật sớm thì đã không có chuyện gì rồi. Không đúng, ngươi không phải người như thế. Mai Đậu, Mai Đậu, mau tới đây. Mai Đậu, không sao chứ? Ta không biết tại sao ngươi cứ nhất quyết tới kho công văn tìm hơi sơ vụ án của người tên Lý Dụ. Nhưng ta không phải Lý Dụ mà ngươi muốn tìm. Tại sao hắn phải tìm Lý Dụ? Đi thôi. Đi thôi. Mau. Chiếu ngục. Lý đại nhân, tại hạ chờ đây lâu rồi. Đại nhân muốn vào kho công văn à? Không, ta chỉ đi ngang qua thôi. Đại nhân dừng bước. Cái chìa khóa trong tay đại nhân là một tính vật dùng để khiến những cô hồn giả quỷ trong chừng chiếu ngục như bọn ta không làm hộ thương đại nhân. Cô hồn giả quỷ. Đại nhân còn nhớ ngày 25 tháng 4 năm Hồng Vũ thứ 25 đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao trong kho công văn không có hồ sơ vụ án của Lý Dụ?
Tống Hạc Minh, ngươi đang làm gì thế? Cầu xin các vị đồng liêu tha cho con trai ta, dám thả con của tội thần. Tống Hạc Minh ta bằng lòng chịu tội. Ngày 25 tháng 4 năm Hồng Vũ thứ 25, Bách Hộ Tống Hạc Minh âm thầm câu kết với bè lũ phản nghịch, tự ý thả tù Cần Hành Hình ra ngoài. Một, hai, ba. Đừng lại đây, đừng lại đây, chạy đi cha, chạy đi. Sao vậy lại đứt rồi? Sao lại ít đi nữa? Thư đường. Kệ thôi, mau rút. Bay đi, bay đi. Xuống đây, xuống đây, bị người ta nhìn thấy thì toi. Bay đi, xuống đây cho ta. Cậu xuống đây cho ta. Nếu ngươi còn ép ta làm phu nhân gì đấy, là ta sẽ giết ngươi. Tiền của ta đâu? Ngựa năm sắc, áo lông ngàn vàng, hãy lấy ra đổi lấy rượu ngon. Cùng bạn diệt tan nỗi sầu. Mất hồ sơ vụ án, mất tiền, phu nhân cũng điên luôn. Ta cũng là phu nhân của ngươi. Ta đã để lại ám hiệu ở giáo phường Ti, hẹn gặp Lý Đông Phương rồi. Ta phải hỏi xem, sao hắn lại tìm một tên ăn hại như ngươi chứ?